Phật Pháp ứng dụng. Sớm khuya rơi rớt khôn lường,
tiến sĩ trong mọi đời này khoảng 36 năm, để mà từ Việt Nam giúp công tác Phật sự đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó nhân rộng ra những công tác cần thiết, đặc biệt những đạo tràng của môn Pháp Hoa hôm nay và thượng tôn sư chúng ta lưu ái đã thông báo đại đức đến trên thăm đạo tràng, xin giới thiệu tất cả Phật tử chúng ta và bây giờ đi gần thì giờ lại để cho đại đức nói chuyện với đạo tràng và đó trong những cái gì rất cần thiết. Chúc
tham kiến của người đầu tiên quyết tất cả hành giả pháp tăng chúng ta về sự tự nhiên và mong quý vị buổi chiều cho nên buổi sáng nay chúng ta có một tụng kinh như vậy phật thôi thì chúng ta đã phương pháp đó là cái ý là của hòa thượng sẽ chỉ dạy mong các vị hoan hỷ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Xin hỏi trong đạo tràng chúng ta có ai biết thầy không? Biết qua bản nghĩa à? Chưa biết thực tế đó. Để biết rồi có hối hận. Trời xin ra giới thiệu thầy tốt nghiệp tiến sĩ năm 2005 tại Ấn Độ. Hôm khi về nước thì được hòa thượng ân sư chúng ta sủng ái đã mời và cũng chỉ đạo để làm việc cho hòa thượng. Hòa thượng chức vụ hòa thượng ở đâu thì quan trọng luôn ở đó để phục vụ hỗ trợ cho hòa thượng trong công tác thành công của giáo hội và cũng như là những cái thời gian thuyết pháp ở mọi nơi trong và ngoài nước cũng như là đặc biệt là những nơi của đạo tràng Pháp Hoa. Tôi cũng tháp tùng theo để khai mở đạo tràng ở đến đâu thì hòa thượng chỉ có đi đến đó. Thì tôi cũng được rất nhiều điều mà hòa thượng dạy trong cái kiểu phổ môn và tinh thần của Pháp Hoa. Hôm nay thì tôi sẽ chỉ để cho hòa thượng tâm sư thì tôi xin phép hòa thượng ở đây đến thăm và cũng như chia sẻ một vài điều trong cái tinh thần phổ môn để các vị nắm bắt được cái tinh thần tu như thế nào để đứng theo cái tinh thần phổ môn Pháp Hoa. Hôm nay thì tôi sẽ trình bày hai ý. Một là tìm hiểu về cái đạo tràng Pháp Hoa và đạo tràng hỗn môn Pháp Hoa là thế nào. Cái thứ hai là phải giải thích sơ lược về cái ý nghĩa pháp y của chúng ta đang. Thứ ba là kèm theo đó sẽ nói tinh thần tu học của Pháp Hoa sinh như thế nào để chúng ta có được một cái tinh tấn và có một cái đức tin mà tu theo cái hành mà hòa thượng đã trong suốt mấy chục năm qua và tu hành. Mời các vị cùng từ từ để nghe những gì mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu trong đạo tràng Pháp Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Muốn dỗ ai dỗ à? Ở đây thì xin thưa các vị là các vị có hiểu sơ về đạo tràng Pháp Hoa và đạo tràng Hỗn Môn Pháp Hoa có khác nhau chỗ nào các vị biết không? Chưa từng nghe đúng không? Rồi bây giờ thứ hai nữa là cái ý nghĩa pháp y chúng ta có một số người đã biết chưa? Chưa hả? Thì thầy sẽ xin cố gắng trình bày các vị có gì chỗ nào không hiểu thì chúng ta sẽ hỏi thì thầy sẽ trả lời đang rõ hơn đi chứ. Khi chúng ta được biết thì cái lời dạy này là xuất phát từ Đức Thân giảng vô vi chúng ta mới lấy hòa thượng Đức Thân giải thích cho tôi về cái sự khác nhau của đạo tràng Pháp Hoa và đạo tràng Hỗn Môn Pháp Hoa. Vào năm ngoái ngày 19 tháng 9 năm 2010, bởi vì ngày đó là cái ngày trúng cái ngày sinh nhật của tôi là 15 tháng 10, nó rơi vào ngày ta là 19 tháng 9 năm 2011. Khi đó năm 2011 thì năm đó là tôi được vừa tròn 20 tuổi đạo nên thì tôi 25, cho nên là sẵn dịp được hòa thượng sang tôi là đến chùa Hoa Nghiêm để cùng đạo tràng tụng kinh, sau đó hòa thượng chúc phúc cũng như cùng đạo tràng chúc mừng cái kỷ niệm 25 thầy họ đại giới. Những khi đó từ khi như tôi giới thiệu thì tôi cũng chưa hiểu hết được, thì tôi chỉ giới thiệu chung là đạo tràng Pháp Hoa. Thế nên nhân dịp đó hòa thượng giải thích thêm cho đạo tràng chúng ta đạo tràng khác Pháp Hoa khác với đạo tràng Hỗn Môn Pháp Hoa. Thì từ đó tôi nhớ mãi tới giờ. Cho nên là khi mà đi khai mở một đạo tràng mới thì hòa thượng có dạy tôi là giảng về ý nghĩa pháp y và tinh thần Hỗn Môn Pháp Hoa. Hiện nay thì có nhân cái cơ hội vậy cho nên tôi cũng
hay nếu mà thầy để trình bày thêm cái tinh thần pháp thân thì chúng ta được rõ hơn. Thưa quý vị, là trong cái giáo pháp của Đức Phật chúng ta thì có 84.000 pháp môn chung. Pháp môn nào cũng là pháp môn của Đức Phật chỉ dạy, nhưng mà cái phương pháp tu nó khác nhau tùy theo hoàn cảnh, đất nước, xã hội, con người và trình độ tâm linh. Cho nên nó chưa hướng dạng quá về nhiều pháp môn. Và một trong những cái pháp môn mà chúng ta từ hầu hết chúng ta theo thì ngay tại Việt Nam chúng ta có pháp môn thiền và pháp môn trình độ, là hai pháp môn này hầu hết các vị hòa thượng lớn đời trước của chúng ta khi tu là thiền tình pháp tu, có nghĩa vừa là vừa thiền và vừa trình độ tu song hành. Nhưng đời nay để mà cho Phật tử chuyên tâm nhất quán về một pháp môn, cho nên các vị tiền bối tạm phân ra làm hai pháp môn rõ ràng cho chúng ta thấy những người nào có hữu duyên tu tịnh độ thì họ sẽ theo hướng pháp môn tịnh độ để được quý thầy chỉ dẫn, người nào có duyên tu thiền hoặc là có duyên tu mật tông thì được các thầy chuyên môn để hướng dẫn cho Phật tử. Vì vậy cho nên là các vị tiền bối làm như vậy để cho trật Phật tử chúng ta chuyên tâm nhất quán về một pháp môn không bị loạn. Còn các hòa thượng là các hòa thượng biết phối hợp trong thiền có tịnh độ, trong tịnh độ có thiền, vì các cụ có căn cơ cao. Nhưng mà chúng ta là vị Phật tử sơ cơ cho nên tạm thời chúng ta tạm phân làm hai theo hình thức và pháp môn, nhưng mà đến cùng một mục đích, đó là làm cho tâm thanh tịnh, giải thoát và làm chủ được tâm mình. Đó là cái bất cứ một pháp môn nào cũng đưa đến cho hành giả cái sự an lạc tự tâm và tự gọi giải thoát trong cuộc đời ngay hiện đời của chúng ta. Và đạo tràng Pháp Hoa cũng là một trong những pháp môn mà rút rỉa từ cái thâm ý của kinh Pháp Hoa. Mà kinh Pháp Hoa thì hòa thượng là một trong những người cũng được từ các hòa thượng lớn truyền đạt lại tinh thần kinh Pháp Hoa. Ngài có duyên cho nên là trong thời gian như tu nghiệp ở Nhật Bản tại Tokyo, sau nhiều năm tu học thì Ngài trình bày luận án tiến sĩ Phật học tại Nhật Bản với cái chủ đề về kinh Pháp Hoa. Ngài sống với Pháp Hoa, nghiên cứu về Pháp Hoa, tu theo Pháp Hoa để mà tìm ra được cái nhiệm màu trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật đã giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp về nước năm 1971, hòa thượng trở về Việt Nam và chuyên tu Pháp Hoa và thành lập đạo tràng Pháp Hoa để chỉ dẫn những điều mà hòa thượng tâm đắc trong kinh Pháp Hoa. Kinh Bổn Môn Pháp Hoa này của chúng ta là được đúc kết ngắn gọn lại từ kinh Pháp Hoa dày mà của hòa thượng Trí Tuệ Dịch, mà chúng ta hầu hết Phật tử toàn quốc đều kỳ vọng hòa thượng chúng ta nương theo đó cùng với sự hiểu biết về cái lãnh ý của ý kinh, hòa thượng rút tỉa lại thành bảy phẩm trong kinh Bổn Môn Pháp Hoa. Xin thưa rằng kinh này không phải là kinh tài giáo ngoại đạo, mà bộ kinh này xuất hiện từ tham ý của Đức Phật từ trong kinh Pháp Hoa Đà Hoàng với sự hiểu biết và kinh nghiệm tu hành của hòa thượng ân sư chúng ta, cộng thêm cái sự trình bày hỗ trợ của hòa thượng Thượng Trí Hòa Tịnh, thì hòa thượng chúng ta cũng là một trong những vị học tăng đối với hòa thượng chủ tịch của chúng ta, cho nên là không có chán trong cái chương trình. Nhưng mà tại sao hòa thượng tôn sư chúng ta lại rút tỉa kinh Pháp Hoa dày mà thành mỏng le mỏng lẽ như thế này? Thì đó cũng là cái ý của hòa thượng. Bởi vì thời nay á, nền văn minh nó tiến bộ, thời gian con người nó lại càng rút ngắn, cho nên hầu hết chúng ta phải chạy theo những nhu cầu của xã hội. Vì vậy cho nên thời gian đối với con người chúng ta rất là quý giá.
Cho nên nếu mà chúng ta nhìn rõ nữa thì ra các nước phương Tây ở nước ngoài, chúng ta thấy người ở ngoài đời không bao giờ có cái thời gian chậm đổ như chúng ta hàng ngày đi chùa có vậy. Chỉ có lâu lâu cái đi chùa chỉ dễ lớn thôi. Còn không là chỉ mà rảnh nhất là ngày thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà thứ bảy thì họ phải dọn dẹp nhà cửa, suốt hàng ngày giặt quần áo. Chủ nhật họ phải đi siêu thị để mua đồ đạc chuẩn bị cho một tuần. Cho nên họ ít có dịp để đi chùa thiền. Cuộc sống của họ rất là bận rộn. Việt Nam chúng ta cũng vậy. Nhưng mà chúng ta hơi có một cái chút thời gian nhiều so với nước ngoài. Vì vậy cho nên, nhưng mà nói chung thì hầu hết người Phật tử chúng ta cảm thấy thời gian rất là quý báu. Cho nên để phù hợp với cuộc sống hiện đại và để rút ngắn thời gian quý báu để những Phật tử chúng ta còn lại làm nhiều việc trong cái cuộc đời này, cho nên ngài rút tiện lại đây, nhưng mà không ngoài cái ý chung pháp môn. Thứ nhất là ngài đổi cái ngôn từ từ âm Hán Việt hoặc là những từ ngữ mà khó, ngài dùng những cái từ ngữ thân thuộc như những cái từ mà chúng ta đã thường nghe, thường biết, thường gặp. Và những cái ý từ trong này nó tự đọc, tự sẽ thấy là vần điệu nó dễ đọc, nó phải là dễ đọc, dễ hiểu mà vần điệu dễ nhớ. Cho nên đó là cái ý mà Hòa Thượng muốn gửi đến cho Phật tử chúng ta về cái ý nghĩa của cái pháp hoa từ những cái từ ngữ đó. Thứ hai nghĩa là rút ngắn lại để dành thời gian tôn trọng cho những từ tu của chúng ta còn làm nhiều điều quan trọng trong cuộc đời này. Cho nên cái một cái thời kinh pháp hoa của Hòa Thượng trung bình chỉ nửa ý mà thôi. Kể cả trong này đều có cái phần lạy Phật, nguyện nguyên, rồi lạy Phật sám hối, mười phương chư Phật. Sau đó chúng ta mới sám hối thân khẩu ý thân tình, bắt đầu chúng ta mới đi vào chiều tụng kinh Bộ Môn Pháp Hoa. Cho nên cái này là cái thứ nhất tôi muốn nói về cái ý nghĩa của kinh Bộ Môn, tại sao có được tại đây từ đâu. Và cái tinh thần đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng thì chúng ta biết là phải nói tới đạo tràng là cái nơi tu tập dành cho tất cả vị hành xuất gia và tại gia được tu tập. Nhưng mà đạo tràng này tu tập chuyên về cái gì? Chuyên về kinh Pháp Hoa. Đạo tràng Pháp Hoa này là nói về cái hình tướng của đạo tràng Pháp Hoa. Đạo tràng Pháp Hoa hình tướng là gì? Là một đạo tràng xuất hiện ở bất cứ một ngôi chùa nào. Nếu có gì được có những hành giả Pháp Hoa đều mang pháp y mà hiện ra, thì mặt thành thứ tất cả chúng ta thì những cái Pháp Hoa cơ bản có áo tràng, có pháp y, mà pháp y thì có màu vàng, màu bao thì lá của tôi sẽ truyền lại. Và cái hình tướng của cái đạo tràng Pháp Hoa này là phải tụng đọc tại chùa, không ngoài chùa là không có đọc ở những cái nơi là tụ hội ở một cái nhà tu gia nào cả. Bởi vì mình phải nhờ sức gia trì của chư Phật và phải luôn luôn hướng về chùa để tập trung tu niệm. Và khi mà hữu duyên đúng thời thì tất cả hành giả Pháp Hoa xuất hiện tại một ngôi chùa đó để trì niệm quyền ngôn của chư Phật tán. Khi mà xong việc, tất cả hành giả Pháp Hoa trở về những nơi mà chúng ta đã thường thường ăn trú. Và những người hành giả Pháp Hoa là thường tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa. Có nghĩa là đạo tràng Pháp Hoa nói về mặt hình tướng ấy, thì gọi là đạo tràng Pháp Hoa. Gồm có những người hành giả mang pháp y và trì tụng Bổn Môn tại một ngôi chùa. Ví dụ như là đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta ở tại chùa Trì Viên, thành phố Nha Trang này, thì cái tên của đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta là gắn thêm cái tên chùa mà chúng ta, nơi mà chúng ta đang sinh hoạt. Cho nên ở đây gọi là đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Trì Viên của thành phố Nha Trang. Và đạo tràng Pháp Hoa một hình tướng nữa là nó xuất hiện các ngôi chùa khác. Ví dụ chùa Hoa Nghiêm của chúng ta, chùa Ấn Quang tại thành phố Hồ Chí Minh có đạo tràng Pháp Hoa cũng giống như chúng ta, thì mặt hình tướng như vậy chúng ta gọi là đạo tràng Pháp Hoa chùa Ấn Quang.
Và cứ như thế nó lan rộng ra toàn quốc và trong ngoài nước. Thì giờ là ở miền Bắc chúng ta có 46 đạo tràng, mỗi đạo tràng là gần 2.000 tới 3.000 người, là do Hòa Thượng Bảo Nghiêm, hiện giờ là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương, là đệ tử y chỉ của Hòa Thượng, được Hòa Thượng truyền cái chức vụ Hoằng Pháp Trung ương, để trong đó có đạo tràng Pháp Hoa để hướng dẫn toàn bộ đạo tràng Pháp Hoa của các tỉnh phía Bắc. Và trong Nam thì giờ Hòa Thượng đã và đang chuẩn bị thành lập một cái ban điều hành để quản lý cũng như là đôn đốc động viên chăm sóc các đạo tràng Pháp Hoa ở miền Nam. Cho nên tất cả những đạo tràng Pháp Hoa đó ở chùa Lý Kiều Quốc Sư ở miền Bắc hay ở chùa Xuân Lan Móng Cái, thì tất cả một số ngôi chùa nào ở đó đều gắn tên cả là 46 đạo tràng. Vô tới miền Nam, miền Tây thì có rất nhiều đạo tràng, cũng trên 40 đạo tràng. Mà trong cái nước ngoài ở Bắc Cali, Nam Cali, ở Mỹ, Canada, v.v. đều có đạo tràng Pháp Hoa. Thì những cái tên gọi đạo tràng Pháp Hoa ở chùa Kiều Liên hay đạo tràng Pháp Hoa chùa Huê Nghiêm, đạo tràng Pháp Hoa chùa Ấn Quang, vân vân và vân vân, thì tất cả đó chúng ta được gọi là đạo tràng Pháp Hoa. Khi nói như thế là chúng ta phải hình dung lại cái hình tướng có con người hành giả hiện hữu và có kinh bổn môn để trì tụng, với những con người đều mang pháp ý của Hòa Thượng truyền ra. Đó là nói về mặt hình thức thì chúng ta biết đó là cái đạo tràng Pháp Hoa. Nhưng nói đến đạo tràng bổn môn Pháp Hoa là gì? Bổn môn là cái cội gốc, chúng ta phải quên rồi. Cội gốc là gì? Là Phật tánh chân tâm thường trú của chúng ta và được diễn đạt trong kinh Pháp Hoa. Cho nên mục đích nhân duyên của Đức Phật ra đời là để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Khai thị là mở ra rồi chỉ, đó, khai thị cho chúng sanh thấy được, để mà chúng sanh đi vào trong cái chi kiến Phật của chính mình. Đạo tràng bổn môn Pháp Hoa không có hình tướng như chúng ta nghĩ. Đạo tràng Pháp Hoa bổn môn là đạo tràng vô tướng, đều có những con người có tâm thanh tịnh để đi vào trong đạo tràng bổn môn Pháp Hoa. Tôi lấy ví dụ như thế này tạm để cho chúng ta mường tượng. Đây là hình ảnh của Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Đó là mặt hình tướng đã mặt. Chứ chúng ta chẳng thấy hình ảnh của Đức Phật thật ở trong cuộc đời này bao giờ. Nhưng mà để động viên khuyến khích Phật tử chúng ta cũng như tại gia và chúng ta hướng về tu niệm theo Đức Phật Bổn Sư, cho nên chúng ta phải dùng phương tiện hình thức này. Đây là cái tạm cái hình thức của Đức Phật. Cái này giống thì mình không dám nói giống, mà nói khác cũng không dám nói khác, bởi vì chưa ai thấy được hình ảnh của Đức Phật cái thời của chúng ta. Nhưng mà dựa trên những cái sự mô tả trong kinh về cái nét đẹp 80 vẻ đẹp 32 tướng tốt của Đức Phật mà các nhà điêu khắc hình tạo thành cái hình ảnh này, thì chúng ta tạm thời xem đây là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các vị hiểu được cái đó không? Cho nên tất cả Phật tử chúng ta nương tạm nương hình tướng này để dễ bán tu niệm, để khi để quay về cái ông Phật sẵn có của chúng ta qua lời dạy của Đức Phật. Ông Phật sẵn có trong lòng thì gọi là Phật vô tướng. Có lẽ không có hình tướng, nhưng Phật đó là gì? Là nếu nó chữ Phật có nghĩa là sự giác ngộ. Chúng ta quay về cái bản chất giác ngộ của mỗi tự tánh con người, đó là ông Phật của chúng mình. Khi chúng ta quay về được thì bản thân chúng ta là Phật. Cái nghĩa của nó như vậy. Vì cho nên hoặc là chúng ta còn gọi là bổn Phật, nếu tôi dùng cái từ cho chúng ta gọi là bổn Phật. Còn đây là hình tướng, thì tôi muốn tạo mấy ví dụ này để mà cho hình dung cái đạo tràng Pháp Hoa và đạo tràng bổn môn khác nhau là điểm đó. Đạo tràng Pháp Hoa là chúng ta dùng hình thức này để kiến thức Phật tử cùng nhau thấy được như thế, cùng nhau đoàn kết để là tu luyện theo tinh thần Pháp Hoa, trì tụng Pháp Hoa, hành theo kinh Pháp Hoa, để chúng ta tìm lại cái đạo tràng bổn môn Pháp Hoa mà chúng ta tọa vào trong cái đạo tràng đó. Cũng giống như cái pháp môn niệm Phật, chúng ta dùng hình ảnh Đức Phật đi ra bên ngoài và bằng những hình thức sâu chuỗi làm chuỗi niệm Phật
bằng những cái trí mở để diện danh hiệu Phật bằng cái ngu kỳ của chúng ta, đó là tất cả về mặt hình tướng hết. Chúng ta niệm Phật để làm gì? Để cầu Phật tánh trong lòng chúng ta xuất hiện. Mà muốn được như thế thì vừa niệm Phật vừa gạt lọc phiền não để thấy được sự tánh thanh tịnh của chúng ta. Khi mà tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta đang tọa trong hỏi tình độ trong nội tâm của chúng ta. Đó là cái tinh thần tu của cái tình độ. Thì pháp hoa chúng ta cũng vậy. Chúng ta muốn tọa vào trong một cái đạo tràng bổn môn pháp hoa thì chúng ta nói dùng cái từ giống như là cái cõi tịnh độ trong nội tâm đó. Thì ở đây gọi là cái từ là độ bổn môn pháp hoa. Một cái đạo tràng bổn môn pháp hoa là một đạo tràng thanh tịnh vô tướng, chỉ dùng cho, chỉ có thể hữu dụng cho những con người có tâm thanh tịnh thì mới cảm nhận và sống trong cái đạo tràng bổn môn pháp hoa. Về mặt vô tướng, bản thể của đạo tràng pháp hoa là đạo tràng bổn môn pháp hoa. Bản thể của Đức Phật Bổn Sư bên ngoài này là Phật tánh của mỗi con người. Các vị hiểu được cái sự phân biệt giữa đạo tràng pháp hoa và đạo tràng bổn môn pháp hoa chưa? Hiểu được chưa? Rõ không? Rồi rõ mấy mốt mà tự qua khi mà tự hỏi. Không, đó là cái chúng ta phải nghĩ kỹ, còn nếu không thì tôi sẽ giảng thêm cho các vị. Cho nên chúng ta nói tắt là đạo tràng pháp hoa là chúng ta hình dung là những đạo tràng như thế này. Thấy người, con người thật và thấy kinh bổn môn là thế này thế nào, có đeo mắt đi vân đó là hình tướng. Nhưng mà từ cái hình tướng này để mà chúng ta nghiêng về, để trở về cái vô tướng, về cái bản thể của pháp hoa, đó là bổn môn pháp hoa. Cho nên ở đây là chúng ta thấy là đây là gọi là bổn môn pháp hoa kinh, hay còn gọi là kinh bổn môn pháp hoa. Có nghĩa là chúng ta nương cái đạo tràng pháp hoa, nương theo kinh pháp hoa này để chúng ta trở về bổn môn pháp hoa của chúng ta. Có nghĩa là nương theo kinh điển của Đức Phật để tìm về Phật tánh của chính mình trong nội tâm hiện ngũ từ nhiều đời kiếp mà chúng ta bỏ quên. Thì đạo tràng bổn môn pháp hoa chúng ta chỉ cảm nhận giống như là một cõi thanh tịnh mà vô tướng. Mà khi cõi tịnh độ xuất hiện với như tinh thần là tâm của chúng ta phải thanh tịnh thì chúng ta mới cảm nhận và sống trong cảnh tịnh độ của thế giới chư Phật. Cho nên thế giới chư Phật, cái cảnh tịnh độ của thế giới chư Phật không có hình tướng. Tuy nhiên tôi thường nói các chùa đó, cảnh Tây Phương Cực Lạc đó có hình tướng, nhưng là Đức Phật Thích Ca chỉ dạy cho chúng ta giới thiệu về cảnh Tây Phương Cực Lạc trong Kinh Di Đà. Đó là cái phương tiện để mà hướng dẫn cho những người sơ cơ nhất để mà đi vào trong Phật giáo. Họ thích hình tướng thì Đức Phật sẽ tạm thời dùng hình tướng của thế giới của Phật Di Đà, có hình tướng đất bằng vàng, rồng, cây cối bằng vàng, lá vân vân, chim hót mà bằng những bài pháp vân vân, để chi? Để dụ dẫn những chúng sanh đam mê trong cõi tam bà này chịu khổ chịu cực mà không chịu tu. Cho nên ngài dụ dẫn thôi bỏ cái này đi, nó khổ lắm, lên một cái thế giới cực lạc này nó sung sướng này kia nọ, thì lúc đó chúng sanh thích, chúng ta thích là chúng ta sẽ đi tới. Đi tới gián tu niệm Phật, gián tu để đạt được cái cảnh tịnh độ mà mình thường mong muốn. Khi mà chúng ta mong muốn như thế rồi mà đã đạt đến khỏi tịnh độ này rồi thì bắt đầu chúng ta lập tức rời khỏi cái cảnh Tây Phương Cực Lạc này mà thâm nhập cả 10 phương thế giới chư Phật, chứ không phải chỗ Tây Phương đâu. Nhưng mà đó là cái điểm tạm đến cho những người mới xem kìa. Còn những người tu tịnh độ mà nâng cấp nữa thì họ không về thế giới phương Tây nữa, mà họ tu để trở về 10 phương thế giới chư Phật. 10 phương đó là cái đạo tràng vô tướng. Cho nên chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh để cảm nhận được thế giới chư Phật ở nội tâm chúng ta. Thì bổn môn pháp hoa chúng ta cũng là như vậy. Rồi bởi vì nếu mà cảnh Tây Phương Cực Lạc của chư Phật mà có hình tướng thì chúng ta thấy được thì đó là giả. Bởi vì dạng pháp danh không, chùa chiền như thế này có thật đó, nhưng mà nó giả, bởi vì nó sẽ suy sụp từ từ và cuối cùng nó không còn cái gì cả. Khi mà nó không còn những cái gì đó là giả có chứ không thật có. Thì thế giới chư Phật và Đức Phật giảng dạy trong Kinh Phật Di Đà đó, đó là cái phương tiện tạm thời có hình tướng để chúng sanh thấy. Đạt đến, khi đạt đến thì chúng sanh sẽ rời bỏ cái thế giới Tây Phương không mà thâm nhập vào 10 phương thế giới ở mức độ vô kính. Cho nên rằng chúng ta tu, chúng ta phải có kiến thức Phật học, phải học cái đâu tu tới đó để phát sinh trí tuệ. Từ cái vấn đề này, khi chúng ta có trí tuệ thì chúng ta mới xét thẩm thấu, thâm nhập vào lời dạy của Đức Phật ở mặt
phía sau của ngôn từ. Chứ không phải chúng ta tu theo ngôn từ, nhưng mà dựa theo ngôn từ để thấy được lãnh cái ý nghĩ, cái ý chỉ mà Đức Phật dạy trong bộ kinh đó như thế nào. Cho nên ở đây đó là các vị phải so sánh phân biệt giữa đạo tràng Bát Hoa và đạo tràng Bốn Nơi Bát Hoa khác nhau là như thế. Là cái ý là thứ nhất mà tôi muốn trình bày cho tất cả Phật tử của chúng ta. Các vị hiểu hết rồi không ạ? À, xin cảm ơn cho đạo có tay. Cái thứ hai là tôi nói về cái tinh thần tu học của đạo tràng Pháp Hoa chúng ta. Cái tinh thần tu học của đạo tràng Pháp Hoa đó là các vị nhớ là mình tu là tu cho chính mình không khoe khoang. Mình tu làm sao mà cái tâm của mình thông với chư Phật và thông với hòa thượng chúng ta, làm cái điểm giữa, giữa kết nối giữa chư Phật và chúng ta. Cho nên là cho dù có hòa thượng ở đây hay không có hòa thượng ở đây, hành giả Pháp Hoa cũng tự nương theo tức bổ môn trì niệm và tu học. Đó là những người hành giả thật tu thật học. Chúng ta không tu hình tướng, mà có hòa thượng chúng ta siêng, mà không có thì chúng ta lười. Về nhà chúng ta bỏ mất đi cái tinh thần của hành giả. Như vậy thì đó là chỉ có cái danh mà không có thật. Cho nên bốn môn Pháp Hoa là gì? Là cái tinh thần như vậy. Chúng ta tu cho chúng ta, không cần ai biết. Và chúng ta tu làm sao để thông với lại thế giới chư Phật, nhập vào cái đạo tràng bốn môn bằng cái tâm thanh tịnh. Cho nên khi cần á, là hành giả xuất hiện. Khi hết thì hành giả trở về với lại cái bản chất chân không của mình. Tôi nói ví dụ, chùa Kỳ Viên của chúng ta, nếu khi cần, ví dụ như chúng ta hôm nay mỗi buổi sáng chúng ta trì niệm kinh bổn môn Pháp Hoa, có nghĩa là cần làm chuẩn bị cho một cái thời kinh buổi sáng như vậy. Thì khi mà ở đạo tràng này cần, thì những hành giả Pháp Hoa ở mọi nơi xuất hiện tại phải chú ý để cùng nhau trì niệm bằng tâm thanh tịnh trì niệm kinh bổn môn. Mà những hành giả này là những hành giả mà thường thường nói là Bồ Tát tùng địa giảm xuất. Nếu giả sử một vị trụ trì có đức, có phúc, có tài mà cần một việc Phật sự nào trong việc tu học hay là bất cứ nơi nào, hành giả Pháp Hoa phải xuất hiện để hồi trì đến Pháp. Mà những người thật tu thật học đó mới gọi là Bồ Tát tùng địa giảm xuất của những người tu hành giả Pháp Hoa. Cái Bồ Tát tùng địa giảm xuất mà không chịu tu lười biếng thì không phải là Bồ Tát tùng địa giảm xuất đâu, mà từ địa ngục lên. Nó có danh, nó có thật. Cho nên người hành giả Pháp Hoa là mình phải chuyên tu. Mà tu rồi mình phải nhập vào cuộc đời để làm Phật sự cứu giúp cho cuộc đời và hộ trì chánh pháp. Cho nên tinh thần Pháp Hoa là tinh thần nhập thế, chứ không phải là tinh thần tự tu cho mình không. Mà những gì mình làm á, mình không kể công, ra đi không để dấu vết. Chùa khi nào chùa Kỳ Viên cần tổ chức lễ lớn, cần những người Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa hộ trì chánh pháp phụ giúp công việc, thì tất cả Bồ Tát tùng địa giảm xuất của hành giả Pháp Hoa trở về một lòng để mà phục sự và thực hiện phụ giúp công việc Phật tử cho chùa Kỳ Viên bằng một cái tâm chân thành thanh tịnh, không phân biệt. Khi mà công việc Phật sự tại chùa Kỳ Viên xong, tất cả hành giả đã rời bước để mà một cách lặng lẽ âm thầm để trở về bản tánh thanh tịnh của hành giả Pháp Hoa. Đó là sự tu niệm Phật tánh. Mình là như vậy. Rồi bắt đầu, nếu giả sử một ngôi chùa khác tại thành phố Nha Trang tổ chức lễ lớn, cần những người Phật tử của chúng ta để phụ giúp công việc, thì tất cả hành giả Pháp Hoa tập trung đổ về để phụ giúp và hội trì đến Pháp. Sau khi công việc xong cũng đã từ giả một cách nhẹ nhàng, âm thầm lặng lẽ để rút đi hết, trở về bổn môn Pháp Hoa. Mình làm được như vậy thì mình mới xứng đáng là hành giả Pháp Hoa. Mình hội trì chánh pháp bằng một tâm chân thật, thành kính và hết lòng, mình mới gọi là Bồ Tát tùng địa giảm xuất. Tại sao gọi là Bồ Tát tùng địa giảm xuất? Là những vị Bồ Tát phải mang cái tâm để mà tinh thần lợi tha, cứu giúp tất cả mọi việc nào mà con người và chúng sanh cần. Hành giả Pháp Hoa là không phân biệt,
đến bằng một cái tâm từ, một cái tâm chân thành, diệt tâm để cứu giúp. Khi xong là phải rút hết về bản thân của chúng ta, có gì về bản chất thanh tịnh của chúng ta. Từ cái vấn đề và cái hạnh Bồ Tát đó, nhưng mà phải xuất phát từ cái tâm địa của chính mình. Bồ Tát tùng địa giọng xuất đó là những vị Bồ Tát từ ý thức vọt lên, có nghĩa là từ tâm địa của chúng ta mới xuất hiện hình thành một vị Bồ Tát trong cái tinh thần để lợi tha. Chúng ta mới dùng cái tư tưởng đó bắt đầu biểu hiện hành động để đi khắp mọi nơi để hoằng pháp độ sanh. Tâm địa đó là gì? Là cái tâm bình thản, tâm kiên nhẫn chịu đựng, một cái tâm giải thoát và không phân biệt, tâm địa. Cho nên tại sao gọi là tâm địa? Chúng ta thấy mặt đất của chúng ta, mặt đất của chúng ta mặc tình cho bất cứ ai dục nước dơ đổ xuống đất, đất cũng chẳng nói gì cả. Dục rác trên mặt đất cũng chẳng nói gì cả. Đào với cuốc xé đất cỡ nào đất cũng chẳng nói gì cả. Chúng ta học được cái sức chịu đựng của mặt đất. Khi mà mặt đất có chịu đựng được như vậy thì tự nhiên bản thân xót tót ra một cái nội lực rất là mạnh mẽ. Cho nên từ mặt đất này làm nền tảng của sự sống muôn loài. Các vị nhé, con người chúng ta có giỏi cách mấy cũng nương tựa từ mặt đất này mà nhờ mặt đất này để sống, có phải không? Không nhờ mặt đất thì bay lơ lửng theo sống. Nên con người giỏi cỡ nào cũng phải dựa từ mặt đất là nền tảng để cho chúng ta đứng vững để phát triển. Cho tới những cái con vật mà hùng bổ béo, những con vật mạnh mẽ nhất trong cái khu rừng á, nó cũng nhờ mặt đất mà đứng vững. Cho dù những cái con mà bay như con chim rồi vân vân, nó bay cỡ nào cái thì nó cũng bay đậu, nó đâu có đứng im, nó bay lơ lửng suốt cả cuộc đời đó. Cho nên mặt đất là sự sống của con người và con thú. Chẳng những như thế mà cây cối hoa lá, núi sông ao hồ cũng dựa từ mặt đất mà phát triển. Cho nên sức chịu đựng của mặt đất như vậy nó làm nên đáng cho sự sống của con. Hành giả Pháp Hoa chúng ta mà thực hiện cái hạnh Bồ Tát là phải từ cái tâm địa mới có thể làm được hạnh Bồ Tát. Mà nếu chúng ta làm được cái này thì chúng ta mới gọi là Bồ Tát tùng địa dũng xuất. Nơi nào chánh pháp cần, nơi nào chùa chiền cần, tất cả những vị Bồ Tát này từ tâm địa mà hình thành tụ hội lại để làm việc hội trì chánh pháp. Xong rồi chúng ta trở về tâm địa của chúng ta, không có cần phải cho ai biết những việc làm của chúng ta. Thi ân bất cầu báo không phải đời. Nhưng mà trong tâm của chúng ta, trong đạo Phật thì chúng không, chúng ta không phải nói là ân, mà chúng ta phải trách nhiệm vai trò của người Bồ Tát là luôn hộ trì chánh pháp bằng cái tâm không phân biệt, một cái tâm chân thành. Chúng ta làm được như vậy thì chúng ta mới xưng danh hiệu là những vị hành giả Pháp Hoa thật tu, thật học, thật làm như vậy. Thì cái thành như thế thì chúng ta mới trở thành vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất để hộ trì chánh pháp, hộ trì Pháp Hoa. Cho nên cái tinh thần trong đạo tràng Pháp Hoa là các vị nhớ, bất cứ một con người nào ở một thế giới nào, ở mức độ nào, khi mà chúng ta đã phát hiện họ truyền kinh Pháp Hoa, có nghĩa là chúng ta đã quy y để tự tập. Chúng ta không được phép, đây là tôi nói không được phép, có nghĩa là nó hoàn toàn tuân thủ theo cái tinh thần Pháp Hoa, có nghĩa là phải đoàn kết, không có nên chia rẽ phân phái. Dù giàu nghèo, sang nghèo, lớn nhỏ gì chăng nữa, nhưng đã vô một cái quan của ngôi nhà của đạo tràng Pháp Hoa thì chúng ta phải giữ cái tâm tôn trọng tất cả mọi người, và phải có cái gì, phải có cái sự đoàn kết thương yêu và cùng nhau tiến bộ, chứ không có nhiều chiều trong cái đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta. Cái miệng chúng ta phải im lặng trong chánh pháp, ý nghĩ chúng ta phải thanh tịnh như chánh pháp, hành động chúng ta làm phải lợi cho mình và người trong tinh thần chánh pháp, thì chúng ta mới là cái người hành giả Pháp Hoa, mới đủ tư cách sống trong một cái đạo tràng Pháp Hoa. Đừng bao giờ mà người đi trước lớn với hiếp người đi sau, mà người đi trước phải lót đường cho người đi sau, phải hỗ trợ bằng một cái tâm thanh tịnh, tôn kính người đó, trân trọng. Khi mình góp ý cho người khác mà cảm thấy người khác cảm thấy nhẹ lòng, không bao giờ buồn phiền, mà không bao giờ mất danh dự của họ, thì đó mới cái người hành giả Pháp Hoa. Bạn bè chúng ta đồng tu,
kết thành một cái đạo tràng, có nghĩa là huynh đệ anh em trong một mái nhà của Pháp Hoa và cũng đều là con Phật, cũng đều là đệ tử của hàng thượng tôn sư, cũng đều là đệ tử của tất cả các thầy các cô trong cái hàng ngũ xuất gia, chứ không phải chỉ một mình mà được chúng ta thôi. Phải có tinh thần đó mới gọi là tinh thần Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta bất cứ một Phật tử nào trở về sinh hoạt trong đạo tràng Pháp Hoa là chúng ta đều tôn trọng và tôn kính. Chúng ta phải có sự chăm sóc. Một hành giả nào mà bệnh hoạn thì những người trong đạo tràng chúng ta biết để đến thăm động viên khuyến khích, cái tinh thần đoàn kết, chăm sóc, thương yêu để cùng nhau cùng tiến, cùng nhau làm việc trong tiến hành Phật sự của chánh pháp. Còn nếu giả sử cái quan điểm đó mà ai không có thực hiện được thì không đủ tư cách là hành giả Pháp Hoa. Cho dù chúng ta trì niệm bao nhiêu, chúng ta vào trong đạo tràng bao nhiêu, đó là cái danh hay cái thật chúng ta có. Và khi như vậy thì chư Phật Bồ Tát không bao giờ hộ niệm cho chúng ta. Chúng ta là con Phật, chúng ta phải giống Đức Phật. Chúng ta trì kinh Pháp Hoa là chúng ta phải quay về Phật tánh của chúng ta, sống làm sao đạt được trí tuệ, cái sự giác ngộ của chúng ta, thì chúng ta mới gọi là trì Pháp Hoa. Và chúng ta trì Pháp Hoa là chúng ta phải thân khẩu ý cũng như hoa sen, nương theo giáo pháp của Phật để làm sao tu học nở hoa sen lòng của chúng ta, là cái sự thanh tịnh giải thoát đó, tự tánh cái giải thoát đó, đó là Phật tánh. Cho nên là muốn thành Phật, muốn đạt được tri kiến Phật trong tinh thần Pháp Hoa thì chúng ta phải nói như hoa sen, lời nói chúng ta nhẹ nhàng giống như hương sen đó, nó bay mà người ta ngửi được cái hương sen người ta cảm thấy mát lòng, lời nói đó mới gọi là hành giả Pháp Hoa. Chứ chúng ta tu Pháp Hoa mà mở miệng ra đinh thép sắt không, mở miệng ra người ta chê bai mắng hiếp mình thì đâu có đủ tư cách là hành giả Pháp Hoa. Mình nói không phải như hoa sen mà nói toàn những qua mục, qua súng, qua gì đâu không. Như vậy thì chúng ta phải xét nghĩ lại, đó là cái miệng của chúng ta kinh khủng, thở là nói, thở là nói, ít con người có cái miệng. Cho nên bước vào đạo tràng Pháp Hoa ở một ngôi chùa nào chúng ta đã xây dựng thì đạo tràng Pháp Hoa phải làm sao xây dựng thành đạo tràng bổn môn Pháp Hoa. Tất cả phải tâm phải thanh tịnh để trì niệm kinh Pháp Hoa. Thì chúng ta biến một cái đạo tràng hình thức Pháp Hoa này thành một đạo tràng bốn môn Pháp Hoa, có nghĩa là một đạo tràng thanh tịnh, sống trong cái cảnh thanh tịnh với một cái tâm thanh tịnh, thì chúng ta mới cảm nhận được cái sự giải thoát an lạc từ xa. Mà chúng ta vô đây chúng ta tụng kinh xong hở cái chúng ta bàn bạc nói chuyện tào lao như thế thì chẳng bao giờ thấy được đạo tràng bốn môn Pháp Hoa. Cho nên ở đây chúng ta nhớ tôn sư, chúng ta nhớ Phật thì chúng ta làm sao biến hình ảnh Phật, hình ảnh tôn sư vào trong trái tim của chúng ta. Mà muốn có như thế chúng ta phải nhớ lời Phật dạy, nhớ lời Thích Tôn Sư dạy, nhớ tinh thần Pháp Hoa để chúng ta trì theo Pháp Hoa thì Phật và Hòa Thượng cũng như tâm thần Hộ Pháp đều từ chung quanh chúng ta để hộ trì chúng ta. Trên con Phật chúng ta không sợ bất cứ một cái gì, chỉ sợ mình không tinh tấn tu niệm thôi, chỉ sợ mình không nhớ Phật thôi. Chứ Phật lúc nào cũng thương chúng sanh cả. Cho nên mình tu là bất cứ một cái gì cũng có điều có sự an lạc hạnh phúc nếu chúng ta biết tu thật sự, chẳng sợ gì bất cứ những cái chướng ngại nghịch duyên. Trên cái tinh thần Pháp Hoa các vị nhớ là sống trong cái niệm đoàn kết, không có chia rẽ, không phân tán. Vô tới căn nhà này rồi là tất cả đều có Phật tánh, đều phải tôn trọng Phật tánh của mỗi người. Ai cũng có một cái điểm khuyết, ai cũng có điểm xấu, ai cũng có điểm tốt. Cho nên chúng ta học cùng nhau tu, học hỏi những cái hay cái tốt ở mỗi con người để chúng ta phát triển. Và chúng ta thấy được những cái khuyết của con người để chúng ta tự sửa sang cho chính mình. Tinh thần như vậy, đừng bao giờ chúng ta mang pháp y của đạo tràng Pháp Hoa mà chúng ta sống trong cuộc đời và đi các cuộc khác để làm quen ngố cái tinh thần đạo tràng Pháp Hoa, là chúng ta có lỗi với lại Hòa Thượng của chúng ta, có lỗi với tự tâm của một hành giả Pháp Hoa. Cho nên đi đến đâu lời nói chúng ta phải nhã nhặn, từ tốn, lịch thiệp mà làm cho họ cảm thấy hoan hỷ vì lời nói xuất khẩu của chúng ta. Như vậy thì chúng ta mới xứng đáng thành công một bước đầu tiên về khẩu thanh tịnh, nói như hoa sen. Cái ý của chúng ta suy nghĩ như hoa sen có nghĩa là chúng ta những cái suy nghĩ chúng ta như thế nào để làm cho chúng ta không có sự đau khổ qua cái hành động của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ như thế nào để không có một cái tạp niệm để hại người, hại vật, hại xã hội, hại chánh pháp, hại cả bạn đồng tu chúng ta.
mà chúng ta phải có những cái suy nghĩ gì có lợi ích cho mình, cho người khác, cho đạo tràng Pháp Hoa, cho tất cả những người Phật tử khác, cho chánh pháp, cho xã hội và cho đất nước, cho tất cả những đối tượng nào mà chúng ta muốn nghĩ tới lợi ích. Chứ không bao giờ mà chỉ lợi ích riêng mình mà bất chấp mọi thủ đoạn, không nghĩ đến sự lợi ích của người ta. Từng cái suy nghĩ như vậy là suy nghĩ như hoa sen, có nghĩa là thanh khiết, nhẹ nhàng, lúc nào cũng làm cái lợi ích cho mình và người khác và cho cộng đồng. Hành động như hoa sen, để chúng ta làm những hành động nào mà có lợi ích cho mình và người khác, cho chánh pháp, cho xã hội, thì như vậy hành động đó mới được ví như hoa sen. Hành động của người hành giả Pháp Hoa là tu, là tự tu, siêng năng tinh tấn tu học, có được cái gì mang lại nhập vào trong cuộc đời để tham gia công tác xã hội, giúp đỡ cho tất cả những người nghèo khó, những người chưa hướng về tu, những con người bất hạnh, những cái công tác mà nhà nước hoặc là xã hội hoặc là chánh pháp cần, thì chúng ta bằng cái hình ảnh Bồ Tát để chúng ta thực hiện theo tinh thần Pháp Hoa. Mình phải nhập thế để mà biểu hiện được cái tinh thần Bồ Tát, và phải làm lợi ích cho mình và người khác, thì hành động đó mới gọi là hành động như hoa sen. Đừng bao giờ mà hành động những cái mà lợi mình mà không lợi người khác. Đạo tràng Pháp Hoa là bất cứ một việc thiện nào cũng không cần phải đăng báo, đăng báo một chút. Mình làm sao chư Phật mình chứng minh cho mình, đức tôn sư chứng minh cho mình tôn cho mình, cho nên người ta đăng báo làm gì? Ở nơi khác người ta đăng báo quyền của họ. Nhưng mà đạo tràng Pháp Hoa chúng ta tu là tu theo tinh thần bổn môn Pháp Hoa. Nơi nào cần Bồ Tát xuất hiện, nơi nào hết Bồ Tát trở về tâm địa của họ. Như đó. Được như thế thì cái tinh thần Pháp Hoa chúng ta làm như vậy. Hành giả Pháp Hoa trì niệm bổn môn. Ngoài cái kinh này, chúng ta sống trong cuộc đời làm sao thân khẩu ý phải chánh niệm tỉnh giác. Làm sao từ cái chuyển hóa cái thân khẩu ý bất tịnh, nặng nề, chuyển thành thân khẩu ý nhẹ nhàng như hoa sen, để tỏa ngát cái đức hạnh của chúng ta vào trong lòng người của thế tục, cho cuộc đời này. Làm sao những hành giả Pháp Hoa trở thành những hoa sen thơm ngát giữa dòng đời, đi đến đâu hòa bình tới đó, đi đến đâu an lạc tới đó, đi đến đâu mọi người hoan hỷ tới đó. Như vậy mình mới xứng đáng là hành giả Pháp Hoa. Cho nên chúng ta học, học cái hành của Đức Phật. Chúng ta tu bổn môn, chúng ta phải học được cái lý của bổn môn Pháp Hoa. Chúng ta theo Hòa Thượng và chúng ta phải học cái hành của Hòa Thượng. Các vị từ xa, các vị thấy Hòa Thượng thì Hòa Thượng rất tình cảm và rất là đơn giản. Người đi tôi là người đi nhiều với Hòa Thượng, kề cận sát cánh. Hòa Thượng đi đến đâu không bao giờ làm gì người khác. Ở đâu, ông đó. Có nghĩa ở vương, ở hoàn cảnh nào, tùy duyên theo hoàn cảnh đó, chứ không đòi hỏi, không bắt buộc, không theo ý của mình. Thuận duyên theo cảnh và đối tượng. Mình cũng vậy, mình đi đâu cũng đừng làm phiền người khác, mà người khác cần mình sẽ sẵn sàng. Phải học theo như thế. Tu là không có đòi hỏi. Hòa Thượng từng nói, nếu mà tu á mà ham ăn á, thức ăn ngon á, thì làm ơn vô nhà hàng mà ăn. Cái chùa không có phục vụ ăn ngon được. Còn mà mình tu mà muốn ở ấm á, để bấm cho lên á, ngủ cho nó sướng á, thì vô khách sạn mà ở. Cái chùa không có phục vụ hết á. Hòa Thượng thường nói ở tại chùa Phổ Quang trong Pháp Luân này, đơn giản thì chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy được cái hạnh chi túc mà chúng ta cần phải nắm bắt. Ví dụ mình tới một cái ngôi chùa nó nghèo, không đủ điều kiện, mà đạo tràng Pháp Hoa chúng ta mở tại đó, chúng ta cần phải có trách nhiệm phục hồi những gì có thể giúp được chúng ta giúp. Nếu không có ly thì đừng có nói thầy ơi cho con cái ly, kiếm con cái ly, mua con cái ly, không có. Đừng đòi hỏi gì cả. Nếu không có đủ cơm để đãi chúng ta đừng bao giờ đòi hỏi, mà bản thân chúng ta cùng nhau để hỗ trợ cho một ngôi chùa đó. Đó mới là hành giả Pháp Hoa. Các bạn, cho nên đây là cái chúng ta phải nắm bắt được cái ý của tinh thần Pháp Hoa.
xin lỗi chúng ta đi mấy giờ là chúng ta đi về như nào? 6 giờ thì hết giờ rồi. Nó thêm 15 phút phải. Rồi thì thôi thêm cái ý nữa xin, mà được không, có ảnh hưởng gì không? À như thế thì thầy sẽ xin tóm dược lại cái mấy cái pháp y này ha. Rồi xin mời các vị nghe tiếp. Cái pháp y của chúng ta á, chúng ta nhớ là nó có 3 loại. Loại thứ nhất á, gọi là pháp y thọ. Ở đây chúng ta gọi là gì? Chúng ta đeo này gọi là gì? Hay là gọi là cái dây đeo cổ? Có ai gọi gì không? À, gọi như thế là mình hoàn toàn chẳng biết gì hết, đúng không? Đây gọi là pháp y. Cái mình đeo là pháp y. Tại sao gọi là pháp y? Cái y có nghĩa là cái áo. Cái nghĩa đen có là cái áo. Có nghĩa là cái đồ để che cái thân của con người này. Pháp có nghĩa là chánh pháp của Đức Phật. Mà chánh pháp của Đức Phật là thầm thâm vi diệu. Vì vậy cho nên rằng á, nếu chúng ta muốn tu hành giải thoát giác ngộ, mà chúng ta phải cảm nhận được cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà lời dạy của Đức Phật là lời dạy nó cao thượng, không dùng ngôn từ để diễn đạt được. Nhưng mà vì căn cơ chúng sanh thấp kém, cho nên Đức Phật dùng phương tiện ngôn ngữ để tạm diễn đạt ngôn từ những cái gì Đức Phật kiến đắc qua thành kinh điển cho chúng ta. Thì pháp y của đạo tràng Pháp Hoa cũng vậy. Muốn tìm được Phật tánh, muốn tu hành tinh tấn, thì pháp y này giống như là một cái pháp thuật hộ mạng cho cái tâm Bồ Đề chúng ta trên lộ trình tu học giải thoát giác ngộ. Chúng ta đeo pháp y này để chúng ta cảm nhận có cái sự gia vị của chư Phật. Chúng ta đeo pháp y này để chúng ta cảm nhận có sự hỗ trợ của Hòa Thượng của chúng ta để chúng ta tu. Đó cũng là một trong những phương tiện để chúng ta tu hành đi đến sự giải thoát bằng cái hình thức pháp y này. Đó là ý thứ nhất. Cho nên khi nói tới pháp y có 5 loại thì tôi xin gạt ra, tôi sẽ nói cái thực tế của chúng ta có 5 nghĩa, nhưng chúng ta không nói gì, chúng ta nói loại pháp y này có 3 loại. Loại thứ nhất là y thọ. Pháp y thọ này á, là đây. Pháp y thọ là pháp y màu vàng, phải không? Còn cái sợi dây mà chúng ta đeo ở dưới pháp y đó, chúng ta gọi là gì? Hả? Gọi là gì? Biết không? Cái dây tua hay là gọi là gì? À, chúng ta phải dùng từ đúng nha. Đây á, gọi là pháp y. Cái đeo của chúng ta gọi là pháp y. Nhưng mà pháp y này á, cái tua chúng ta thường gọi là tua, chúng ta gọi là cái đai. Nhớ nha, mấy mốt hỏi lại đó. Khi nào có dịp ra đây là thăm kỳ viên, là thăm đầu tràng Pháp Tăng chúng ta, là chúng ta phải kiểm lại kiến thức của chúng ta cơ bản. Hiểu chưa? Đừng nói sợi dây nữa nha. Đừng nói dây đeo cổ tràng nữa. À, như vậy thì pháp y thọ này là gồm có cái pháp y màu vàng và cái đai màu vàng. Và đầu tiên là trong 3 cái pháp y, y thọ, y mở là cái pháp y màu vàng mà đai nó màu trắng. Pháp y thứ 3 là pháp y màu nâu, mà đai màu nâu gọi là pháp y nâu. Trong 3 pháp y này giống nhau một điểm là trong 3 pháp y này, pháp y nào cũng được lót một mảnh vải trắng ở bên trong lòng của pháp y. Đừng có nhìn xuống đâu thấy đâu, nhìn sờ cho được rồi. Các bạn mà chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy. Thì tại sao lót một cái mảnh vải trắng? Có nghĩa ý muốn nói một hành giả Pháp Hoa mà thật sự phát tâm tu theo tinh thần Pháp Hoa đó, đòi hỏi đầu tiên chúng ta phải có tâm trong sáng thanh tịnh, một cái nhiệt tâm chân thành giống như màu trắng của tấm vải nó được bọc bên trong. Đó là cái nòng cốt của người hành giả Pháp Hoa đến với đạo Phật, đến với Pháp Hoa. Và bên ngoài được bọc một cái pháp y màu vàng. Màu vàng đó tượng trưng cho cái sự gia vị của chư Phật. Chúng ta mới tu, tâm Bồ Đề yếu ớt, cho nên chúng ta cần phải có sự gia vị của chư Phật. Còn cái đai màu vàng á, tượng trưng cho cái sự tính tâm tuyệt đối của người hành giả Pháp Hoa, của người Phật tử tu niệm. Mình tin cái gì? Tin tuyệt đối về Tam Bảo, tin là mình sẽ thành Phật, tin là mình tu trì bổn môn Pháp Hoa sẽ đạt được chi kiến Phật và thành Phật. Tin thật sự như thế, tin tuyệt đối, có lòng tin tuyệt đối một cách chính xác thì chúng ta mới tin tấn tu hành, có một cái gọi là
ý thức của mình mới nâng cao được. Chứ mình tu mình không tin tưởng mình thành Phật thì tu gì chứ. Có lẽ là lời đó của Đức Phật đã khẳng định, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật, Đức Phật là con người bình thường tu hành đạt quả thành Phật, thì con mình cũng là con người bình thường như bao nhiêu con người khác như Đức Phật. Mà Đức Phật đã quyền kiến như vậy, mình tu theo Đức Phật mình sẽ thành Phật, tu theo Kinh Pháp Hoa mình sẽ đạt được tri kiến của Như Lai, đạt được Phật Pháp. Tin như vậy, tin Phật, tin Pháp và tin lời dạy của Đức Phật sẽ đạt được cái sự giải thoát giác ngộ, lìa khỏi khổ, lìa khỏi sanh tử. Tin lời dạy của Đức Phật là như vậy. Tin tăng có nghĩa là tin tưởng tất cả hoàn toàn tuyệt đối vào những người xuất gia, những người mà hết Phật hoàn dương chánh pháp, những người mà họ đại giới và pháp y của Đức Phật. Chúng ta tin và tôn kính. Cho nên cái lòng tin của người đầu tiên mới học Phật, muốn tu trì Pháp Hoa, đầu tiên chúng ta phải có lòng tin. Không có lòng tin thì không làm được gì cả. Cũng như Pháp Môn Tịnh Độ, nếu chúng ta tin là chúng ta sẽ trở thành Đức Phật A Di Đà thì chúng ta mới tu được. Chúng ta tin là Pháp Môn Tịnh Độ sẽ dẫn dắt chúng ta lìa khỏi khổ, chúng ta mới tu. Chúng ta tin là Pháp Môn Tịnh Độ sẽ đưa chúng ta tới thế giới cực lạc của chư Phật thì chúng ta mới tu được, đúng không ạ? Thì Pháp Hoa cũng được. Chúng ta tin từng người một theo thứ tự mà cứ nhìn Đức Phật, niệm Phật trong lòng, giữ tâm thanh tịnh cho đến lúc chúng ta diễn kiến được Hòa Thượng, Hòa Thượng trao Pháp Y, chúng ta thanh tịnh để phát nguyện luôn thọ trì đọc tụng và đạt được chi kiến Phật dưới sự gia trị của chư Phật. Chúng ta phải phát nguyện ngầm ở trong lòng chúng ta, thì như thế chúng ta mới đắc Pháp. Cũng như bản thân chúng tôi, họ tỳ kheo giới, họ xa di giới cũng vậy. Các pháp sư nào, các đạo sư mà truyền giới thì truyền giới tướng, giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, vân vân, như chúng ta đó là giới tướng. Nhưng mà nếu như trong truyền giới tướng mà chúng tôi nghe đó mà tâm loạn động thì tôi không đắc được giới thể mà chỉ có giới tướng. Mà con người tu mà không có giới thể thì sư Phật Long Trần một pháp không gia hộ cho chúng ta. Cho nên giới thể là quan trọng nhất. Thì pháp y cũng vậy, đây là hình tướng. Nhưng mà chúng ta đạt được pháp y, thọ được pháp y là từ cái vô tướng, là phải bằng tâm thanh tịnh mới có được. Đây là cái mà chúng ta ghi nhớ khi mà chúng ta được truyền pháp y hoặc là đổi pháp y. Từ pháp y mở này chúng ta tiến, xin lỗi, các pháp y thọ này chúng ta tiến thêm một bậc nữa, có nghĩa là pháp y mở. Từ cái pháp y thọ đến pháp y mở cơ bản trung bình tu niệm 8 năm. Rồi chúng ta sinh lên pháp y mở. Pháp y mở là gì? Mở ra, phương tiện ra, bắt đầu chúng ta bắt đầu tập dấn thân vào cuộc đời để hành đạo. Mở có nghĩa là không còn trong cái khuôn phép nữa mà bắt đầu cải cách trở lại để thiên biến vạn hóa trong cuộc đời này. Cho nên pháp y mở vẫn có màu vàng, nhưng mà đai thì không phải màu vàng nữa mà là màu trắng. Màu vàng á, chúng ta vẫn cần có sự gia trì của chư Phật. Ta đai màu trắng á, là biểu hiện cho cái tâm lực tu học của người hành giả Pháp Hoa. Có nghĩa là trong suốt 8 năm tu niệm và theo tinh thần Pháp Hoa trì niệm, giữ tâm thanh tịnh, bắt đầu phiền não dần dần nó bớt dần. Đã, tâm nó bắt đầu dần thanh tịnh thì cái đai trắng tượng trưng cho cái tâm tu của hành giả Pháp Hoa. Cho nên nếu mà cái tâm thanh tịnh rồi, chúng ta mới đủ sức để ra cuộc đời dấn thân hành đạo, thực hành cái hạnh Bồ Tát đạo. Cho nên chúng ta tập như vậy từ từ. Ví dụ như chúng ta mới tu, chúng ta thường tụng kinh Pháp Hoa này kia đó, rồi gắng giữ giới, rồi thế này thế nọ, hay là cơ bản. Khi chúng ta đủ lực rồi, đó là chúng ta bắt đầu dấn thân. Chùa nào cần công tác Phật sự mà cần Pháp Hoa, hành giả chúng ta phải thể hiện một vai trò là Bồ Tát để hộ trì chánh pháp ở bất cứ nơi nào, chúng ta tập như vậy. Trong suốt 8 năm tiếp tục nữa, công đức chúng ta lớn, tâm địa chúng ta bắt đầu trở về cái tâm địa của chúng ta. Cho nên chúng ta nên một bậc nữa là pháp y tâm. Ở đây có mấy người pháp y tâm? Có chưa? À, trưởng chúng là ai? À, rồi cố gắng nha, đi mới pháp y thọ hả? À, cố gắng ai pháp y mở? À, thôi nổi lực lên ha, thuộc hết kinh Pháp Hoa chưa? À, ở đây á, thì là pháp y nâu á, bên trong cũng là màu vải trắng nãy tôi nói. Nhưng mà màu nâu tượng trưng cho mặt đất, nhưng mà nãy tôi nói về bản chất của mặt đất á. Mà cái pháp y nâu này á, cái đai của màu nâu,
có nghĩa là màu nâu là cái sức chịu đựng. Pháp y màu nâu này có nghĩa là mình đủ sức chịu đựng chống chọi với cuộc sống trong cái tinh thần nhập thế tu học và hoàn đạo, không còn gia vị của chư Phật nữa, mà chúng ta sống về cái trạng thái tâm thanh tịnh của vốn có của mình. Cái đai màu nâu là tượng trưng cho cái tâm địa của mình. Mình tu 16 năm tu niệm mà đúng mức, tâm mình nó có sức chịu đựng lớn. Mình thể hiện như là mặt đất như vậy. Thực hành Bồ Tát Đạo, ai mắng, ai chửi, ai khen cái gì cũng bình thường, cứ cười là đủ. Chứ không phải là ai mắng mình buồn, mình giận, ai khen mình nở lỗ mũi, cái đó là không phải tinh thần bát quan, không đủ tư cách để mà mang pháp y nào. Cho nên á, những người mang pháp y nào là quan trọng. Thứ nhất là thuộc cả bộ kinh pháp hoa, bộ môn pháp hoa. Tại vì khi lên pháp y nào, hòa thượng sẽ khảo để kiểm chứng là, và thượng bảo tập chương nào, phẩm nào các vị để đọc được phẩm đó. Bài kệ là niệm bàn chỉ trong văn kinh được, hòa thượng mới cho trao pháp y nào. Cho nên là bộ kinh là quan trọng, phải không ạ? Rồi bây giờ chúng ta hành Bồ Tát Đạo tiếp tục, nhưng mà cao một chút nữa là giống như là chúng ta làm rồi không để dấu vết lại. Chú Vương Hải tôi nói đó, thì tất cả tinh thần đó là đều đổ dồn cho ý nghĩa của người đeo pháp y nào. Cho nên chúng ta phải nguyện làm một cái viên gạch lót đường cho tất cả những hành giả khác đi. Chúng ta nguyện làm viên gạch để mà xây dựng cho ngôi nhà Phật Pháp bằng một cái sự không danh lợi, tinh thần pháp hoa đó. Cho nên những người mang pháp y nâu là những người bắt đầu là tu học cũng đã gọi là cứng cửa. Mình gọi cái dùng từ ngoài đời là cứng cửa. Nếu mà tu ở cái dùng cái từ bên trong đó, thì chúng ta đã đủ trí và lực và hành để tự tu cho mình, hướng dẫn người khác tu và khai mở tất cả những cái nơi mà cần thiết của đạo Phật pháp hoa. Và hộ trì ở đâu cũng hộ trì đến pháp được. Nếu ở đâu cần thì Bồ Tát này sẽ chấn thân vào cuộc đời để mà thành Bồ Tát Đạo. Nhưng mà 8 năm đó là gọi là cơ bản. Nhưng mà đôi khi chúng ta mà thuộc kinh sớm và đạo hạnh tốt mà có dấn thân được như vậy thì chúng ta không nhất thiết phải 8 năm. 5 năm cũng có, 4 năm cũng có, tùy theo căn cơ của chúng ta. Cho nên chúng ta cảm thấy từ pháp y mở, các y thọ cho cái pháp y mở, chúng ta cảm nhận rằng mà chúng ta tương đối đạo hạnh tốt, nên khi đó thì chúng ta phát nguyện để sinh thọ pháp y mở. Để từng pháp y mở mà chúng ta làm một thời gian, chúng ta cảm thấy đủ tư cách để chúng ta phát lên mình một cái pháp y nâu, thì chúng ta sinh thọ pháp y nâu tùy theo sức của mình. Cho nên đó là những bài ý tôi xin trình bày sơ lược về cái ba loại pháp y mà Hòa Thượng sẽ truyền trao trong tương lai của đạo tràng chúng ta. Và hy vọng các vị trong đạo tràng và pháp hoa tại chùa Điện Biên, chúng ta cố gắng thực hiện cái tông chỉ thực tu thực học, và tinh thần pháp hoa là đi đến đâu phải mang hòa bình, an lạc, niềm vui và cái sự đoàn kết tới mọi người, kết chặt lại thành một cái khối đoàn kết để chúng ta tu niệm làm lễ cho mình và người khác, cho xã hội và cho chính pháp. Đừng bao giờ mất đi cái tinh thần pháp hoa khi mình mang danh nghĩa là hành giả pháp hoa. Cho nên ở đây thì vài điều theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng Tôn Sư, và xin phép của Hòa Thượng trụ trì ở đây, tôi xin mạng phép và gặp gỡ thăm viếng với đạo tràng chúng ta, cũng như là chia sẻ một vài cái tông chỉ của đạo tràng pháp hoa cho chúng ta, và mong rằng chúng ta cố gắng tu niệm để làm sao mà hy vọng một năm sau có dịp tôi trở về đây nhìn thấy đạo tràng chúng ta ngày càng đông, và từ pháp y thọ cũng có một vài người trở thành pháp, từ pháp y thọ mà trở thành những pháp y mở, thì cái đó là gì? Chúng ta xin 5-10 phút, nếu ai có cái ý kiến gì như hồi nãy mà từ chủ trì chỉ dạy đó, có cần thiết yêu cầu gì hay là có một cái tâm tư gì thì xin các vị trình bày để tôi sẽ tự trình với Hòa Thượng. Và có lẽ có dịp nào đó cái công tác thì sẽ cũng Hòa Thượng về đây để thăm và gặp chúng ta. Để xin có ai đại diện để có cái gì mà chuyển lời yêu Hòa Thượng chủ trì nãy chỉ dạy đó, có cần cái gì không? Nào xin mời nhé. Tất cả mọi người Phật kính bạch đại đức Pháp Sư, con xin thay mặt đạo tràng bốn môn pháp hoa chùa Thị Thiên Trung Nghĩa, thành phố Nha Trang, tuy là đường khá xa xôi, trời mưa bão gió, nhưng đại đức Pháp Sư đã tận tình đến chùa Thị Viên để ban bố cho chúng con
một thời pháp nhũ để cho chúng con tu học. Chúng con không có gì hơn chúc đại đức pháp sư pháp thể an lạc, nguyên trường vạn viễn thành đạt. Chúng con thành kính cúng dường đại đức pháp sư, xin thọ nhận. Nam mô con hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Phật. Yeah.